Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tham dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Sau gần 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố đã tạo nên những điểm nhấn, sắc thái riêng của mỗi địa phương. Tại các khu dân cư, ngày hội được tổ chức theo hướng tinh gọn, phần lễ, tăng cường các hoạt động phần hội với mục đích tổ chức đa dạng hơn các hoạt động gắn kết cộng đồng. Ngày hội cũng là diễn đàn để đội ngũ cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân. Những năm qua đã có hơn 48.900 lượt lãnh đạo thành phố, quận, huyện tham dự ngày hội cùng với bà con nhân dân tại các khu dân cư. Qua đó, bà con đã đóng góp hơn 116.837 ý kiến tham gia xây dựng đảng, chính quyền. 20 năm qua, mặt trận các cấp cũng đã vận động hỗ trợ xây mới 1.654 nhà, với tổng số tiền là 48,3 tỷ đồng, sửa chữa 4.044 nhà, với tổng số tiền là 53,9 tỷ đồng. Nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động đối thoại với hộ nghèo. Theo đó, đã hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho 203.590 gia đình, giúp người dân thoát nghèo bền vững với tổng số tiền là hơn 61,6 tỷ đồng. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt khẳng định vai trò của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để có những hành động cụ thể hướng đến người dân ở từng địa bàn khu dân cư. Mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thông qua việc tổ chức ngày hội, định hướng và tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nghiên cứu tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết giữa các khu dân cư với nhau. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội tại các di tích lịch sử, đình làng, các nhà văn hóa, v.v. để kết hợp tuyên truyền, thắp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các phong tục, tập quán tốt của đồng bào dân tộc thiểu số. 4. Mặt trận các cấp cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư là địa bàn chính để tổ chức thực hiện. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phát huy dân chủ ở cơ sở để người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị đích thực do cuộc vận động mang lại. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao bằng khen cho 34 tập thể, 13 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.